là các bước cài đặt đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta có thể vào và chiến cái tựa game bom tấn này rồi. Bây giờ mình sẽ open nhé. Vừa vào nó có cảm giác hơi quái dị đúng không nào? Về bối cảnh của tựa game này thì theo mình được biết đó là chúng ta sẽ vào thành phố có tên đó là Olympia. Từ từ á, mình vào option một chút. Italiano. Ui, để tiếng Anh nhá. Mọi thứ có vẻ đã được setting mặc định hết rồi. Control. Apply mới được các bạn. Thế nha các bạn, nếu các bạn thích thay đổi thế nào thì tùy các bạn nhé. Còn mình thì sẽ để mặc định mọi thứ luôn, sẽ có đồng chạm như thế. Bởi vì ở đây cái phần graphic thì nó setting tự động hết cả rồi, cho nên là mình cũng không cần liên thuyên gì cả. Game này cấu hình có vẻ là khá là nhẹ, khi mọi thứ được để hết lên ông cha các bạn ơi. Sớp à? Sớp thì bật sớp nhỉ. Lager là to. Hay dù, hãy để thế này là do vừa nhá. Âm nhạc. Back. Rồi, bây giờ sẽ thử new game phát. Chứ cứ tồn nữa nào. Bây đi phụ sư là gì? Điều chỉnh các hệ số khác nhau trong cái chế độ chơi được các bạn. Mình nghĩ chắc chắn rồi sẽ là very hard. Begin. Từ game này thì theo mình biết thì nó không có nhiều yếu tố hành động đâu, mà cái chính mà cái tựa game này mang lại chúng ta là cái chiều sâu của cốt truyện các bạn. Trong cái tựa game này thì cốt truyện tựa game của chúng ta sẽ là, đó là chúng ta sẽ vào cái thị trấn Olympia. Ở đây thì người dân đã, trong cái kỳ hậu thế chiến thứ hai thì họ đã đánh đuổi được người Đức đi khỏi cái thị trấn này, nhưng mà bằng một ý tưởng gì đó có thể nói là cực kỳ tồi tệ, dẫn đến đó là toàn bộ người dân bị trầm cảm luôn. Cho nên là họ đã quyết định sáng tạo ra một loại thuốc có tên là Joy. Và tất cả người dân ở đây đều uống cái thứ thuốc Joy này để cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà thực ra thì Joy nó là một cái thứ thuốc khiến cho mọi người ở đây trở nên cực kỳ tàn bạo, với cái khuôn mặt nạ cười mà ai cũng đeo. Đó chỉ là cái phần cốt truyện của nó thôi. Còn sau đó nữa ấy, thì tiếp nối cái phần cốt truyện này ấy, thì chúng ta sẽ phải đó là thoát khỏi thị trấn này khi mà chúng ta là một trong những người không còn uống cái thuốc Joy nữa. Theo cái nhiều nhận định của nhiều người ấy, thì game này cũng là một thể loại game thuộc thể loại hardcore nha các bạn. Mà không biết là cái phần mới này nó có phần save không. Cái gì đây? Hold spike to skip. Đây, vô đây. Đắp rồi. I should just take my joy, shouldn't I? À, không uống thuốc nữa. Đấy. Như vậy là cuộc hành trình của chúng ta trong tựa game này chính thức bắt đầu các bạn ạ. Remember. Ôi. Này thì rồi. Percy. Vậy là chúng ta có một người anh em nào đó mà cũng không uống thuốc Joy cho nên là bị vậy. Đã bị những người dân ở đây nói là không biết là tra tấn hay là gì nữa. What have you been up to? No one's seen you for hours. Nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh? Đây, trong game này thì ai cũng đeo một cái mặt nạ trắng với nụ cười tét tét trên mồm, che giấu đi cái cảm xúc thực sự của họ sau cái mặt nạ này. Brilliant. Of course. Have you forgotten your joy? Of course not. Snug as a bug on a drug. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Ấy, thuốc kìa. Lại cười tê tê. Trông ghê thế. The power cell's empty. Well, what will you do? I'll get a new one.
Làm gì đó? Ôi, nhiều chữ quá. Pin khác các bạn ạ. Yes. One could read that without a ripple in one's teeth. In báo. Hình như là vậy. What? Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the piñata. Wasn't Prudence supposed to be coming back today? I hope I did that right. Welcome back, Carl. Được rồi, khi nào thì hành trình của chúng ta mới bắt đầu? Not sure about that one. Xóa đi á. Đi chưa nhỉ? Stand up. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ chúng ta sẽ là thoát khỏi thị trấn này các bạn ạ. Of course, he'd have to break the tube to get out. That would break it for everybody. Ew. Đây có lẽ là cái sự thật này. Khi mà chúng ta không còn uống roi nữa, chúng ta có thể nhìn thấy những cái mặt tối của cái thành phố này. Và đầu tiên chính là cái thứ bốc mùi đây. Shit. We seem to be a bit behind in our work now that you mention it. There you are. You nearly missed the pinata. Thì thứ thuốc này khiến cho người khác có thể nói là hạnh phúc, mà thật ra lại biến họ thành những người cực kỳ tàn bạo. Come on, hit it. What? Hit it. Cái trò này cái trò đập hit kẹo ở nước ngoài này vậy. Hả? What the fuck? Oh shit. You are off your joy. Take one of mine. Vãi lúa. Oh my lord. He's a downer. Call security. We've got a downer. Chúng ta bị phát hiện rồi. Nhiệm vụ bây giờ là phải chuồn. Probably a bad time to ask for that raise. Có được rồi. Downer. Chuồn. Kinh nhỉ? Ăn mất chết, vãi cả lúa. Có hai đứa đây à? Đúng rồi, vô lộ. Ai à, bị đập bộ, ui. 2 hours later. What if I'm sleeping? And this is more nightmare. Enter the train station. À, may quá, chơi lại từ đây các bạn à. Từ đầu thành phố rồi. Sorry. Ủa, nó rút sẻng. Mày giống cái sẻng này ở đâu ấy? Trong váy à? Really? Oh my god. Vãi cả lúa. Cướp sẻng đâu nhỉ? Mình muốn cái sẻng đấy. I'm getting old. I wish I kept in shape. Ta đang ở đâu đây? Saw me hide. I bet I could stay here forever. At least until I starve to death. Bây giờ thì open the door. What? Okay. Oh
xung quanh cái tòa nhà đó. Các bạn ra đường chính các bạn ạ. À đây rồi. No way. Bây giờ làm cái nào để hạ tất cả bọn nó nhỉ? Không thể đánh nhau được, đánh nhau thua là cái chắc. Jesus Christ, I haven't been in here since. Yeah. This won't take a minute. Rồi. You know, I just need to take the kids instead of us bringing them here, singing London Bloody Bridge. Would you shut the fuck up? We're here for food, not nostalgia. Dù mà nó đi được không nhỉ? Ra ngoài. Please don't make a fuss. Oh, wait, mà nó không thấy à? Well, you're not my problem, I guess. Đúng rồi. What the hell? Look, it's not you, it's me. Có vẻ mọi thứ khá đơn giản các bạn. Còn ai nữa không nhỉ? Mình hạ được 3 đứa rồi. Nãy có 4 đứa đánh mình đi mà. Con thằng này đi, chơi nó thôi. How am I get down to the train? What am I doing? Sao đâu ra được một đám nữa rồi? What the fuck? No. Not like it, not like it. Cái lỗ đây. Mày ngon ở đấy. Mày ngon ở đấy. Mày ngon ở đấy. Ô, đấm xuyên được ạ. Ô, mày đi xuyên được cái hàng rào. Hay vậy. Xong em rồi. Ra ra đây. Chuột. Chuột là dẫn sách. Tính sai nước rồi. Bloody hell. Oh, bloody hell. Uống đường máu đó. Save a bit for the next minute. Đường máu à? Yeah. Come here, bitch. Come here. Come here, come here. Yeah, right. Ấy, đánh hai cái cơ. Hai cái, hai cái. Mày, mày biết tao này không? Mày biết tao này không? Hả? Chết cha mày đi. Có lấy cái que nó không kìa. Rồi, còn 4 đứa nữa. What's up, bitch? How are you doing today? Don't struggle.
lén lút. Dụng nó ra. Đéo ra các bạn ơi. Come on. Come here. Ăn gì rồi nhỉ? Có vẻ mọi thứ đơn giản là chúng ta tưởng tượng các bạn ạ. Gì nữa? Trời ơi. Hả? Tàu đi rồi à? Mẹ lỡ tàu à? Shit. Thôi rồi, dừng lại đây thôi. Cuộc phiêu lưu của mình trong We Feel Happy có lẽ sẽ tạm dừng ở đây. Bây giờ thì mình đã hoàn thành video hướng dẫn các bạn download và trải nghiệm một chút về cái tựa game We Feel We Happy Feel rồi, đúng không nào? Chúng ta cùng vui vẻ. Đây là một tựa game thuộc thể loại giải đấu phiêu lưu, có vẻ là khá là hấp dẫn đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.